Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài thứ hai vẫn quay trở lại cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Quý vị, trong mấy ngày qua thì ngoại trừ cái vấn đề mà đám truyền thông thi nhau thổi phồng bà Kamala Harris lên, thì chiến dịch tranh cử của bà ta cũng bắt đầu chơi những đòn rất bựa và những cái đòn quảng cáo rất bựa này nhằm gây hoang mang cho tất cả những cử tri, bao gồm cả những cử tri bên đảng Cộng Hòa, và họ đánh lận con đen bằng nhiều thứ khác nhau và khiến cho khối cử tri của đảng Cộng Hòa hơi bị hoang mang. Quý vị, đầu tiên hết quý vị còn nhớ là cái vụ mà bà ta Rowley ở tại Las Vegas, bà ta đã chôm cái ý tưởng là no tax on tip của ông Trump, tức là không đánh thuế trên cái tiền tip. Đây là cái ý tưởng và do ông Trump đưa ra từ hồi tháng 6. Và bây giờ thì bà ta chôm cái ý tưởng này và bà ta nói rằng no tax on tip. Thì cái việc này chúng ta đã biết rồi quý vị. Chưa hết thì quý vị, ngay sau khi mà đưa ra cái này thì bà ta lại phát động một cái chương trình gọi là chiến dịch tranh cử. Bà ta phát động chương trình là Republican for Harris. Đây là một trong những cái mà bà ta sử dụng một số những phần thành phần còn sót lại rất nhỏ trong đảng Cộng Hòa còn chống ông Trump, nhưng mà bà ta thổi lên, và cái chiến dịch tranh cử của bà ta thổi lên thành là những người của đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho Kamala Harris. Quý vị, đây là tiêu đề mà đài truyền hình CNN đưa ra, Republican for Harris, và trong đó là sẽ nhắm vào những người cử tri chống ông Trump. Và trong đó thì họ, nhưng mà họ, những người này thì không còn nhiều lắm, được xem nhóm là một nhóm rất nhỏ là thuộc đảng Cộng Hòa nhưng lại ủng hộ cho ông Joe Biden trước đây, và bây giờ thì bà thành lại ủng hộ cho bà Harris. Và trong đó họ đã quảng cáo rất là nhiều cái nhóm này. Thì quý vị, nhóm này nó xuất phát từ cái nhóm gọi là Lincoln Project. Lúc quý vị còn nhớ năm 2016 khi mà bầu cử sơ bộ ông Trump thắng trong đảng Cộng Hòa, thì trong đảng Cộng Hòa có một cái nhóm nó gọi là Lincoln Project. Thì cái nhóm này là cái nhóm chống ông Trump rất quyết liệt. Thì quý vị, sau 8 năm thì nhóm này bị loại trừ gần hết và tả tơi, bây giờ chỉ còn có một nhóm người thôi. Thì nó nằm trong cái nhóm gọi là Lincoln Project vẫn chống ông Trump. Thì quý vị, cái nhóm này là nó nằm ở một vài tiểu bang, và mỗi một tiểu bang như vậy độ có khoảng vài người thôi chứ không được nhiều, nhất là những tiểu bang chiến lược. Nhưng bây giờ quý vị, nó được Kamala Harris thổi phồng lên là Republican for Harris, tức là đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho Harris để gây hoang mang cho tất cả các cử tri trong đảng Cộng Hòa. Chưa hết quý vị, đây là cái trò thứ hai của bà ta thôi. Còn cái trò thứ ba nữa quý vị, đó là cái trò mà chơi rất là bựa, đó là những cái tiêu đề về headline ở trên các cái bản tin của những công ty truyền thông đã bị chỉnh sửa thành là những công ty truyền thông này là đang gọi là ủng hộ cho Kamala Harris. Quý vị, đây là những cái quảng cáo trên Google, tức là trên cái hệ thống Google Search. Một lát tôi sẽ giải thích. Bây giờ mình đi bản tin trước đi quý vị. Google Ads from Harris Campaign đã rewrite cái headline, tức là những cái quảng cáo trên Google từ cái chiến dịch tranh cử của Harris đã viết lại những cái headline. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đã bắt đầu cho điều chỉnh tất cả những cái headline mới mà mô tả rằng cái Google Search Ad này, tức là cái quảng cáo trên Google Search này, dường như là hầu hết tất cả những công ty truyền thông, tức là publisher đó, là những người mà làm về ngành truyền thông đó, đều đứng về phía bà ta trong cuộc chạy đua tổng thống theo tường trình của tờ Axios đưa ra vào ngày thứ Tư. Và vẫn chưa rõ ràng là những cái test này là những công ty về tin tức có liên hệ tới cái việc mà viết những cái tiêu đề cho cái chiến dịch tranh cử hay không, và nó không phải là những cái công ty truyền thông, mặc dù rằng nó nói rằng nó được bảo trợ bởi công ty truyền thông. Chiến dịch tranh cử của ông Trump thì không chơi những cái trò này, tuy nhiên về kỹ thuật thì nó lại không vi phạm vào cái chính sách của Google, và nó được sử dụng trong cái chính sách gọi là quảng cáo chính trị trước khi mà nó được nó tương tự như là cái quảng cáo về thương mại theo tường trình của cái trung tâm minh bạch của Google. Và một phát ngôn viên của tờ Guardian nói rằng là điều này cho thấy tại sao các tổ chức vẫn tìm cách điều chỉnh trong cái vấn đề gọi là đặt niềm tin. Chúng tôi chắc chắn rằng sử dụng tất cả những cái tên của chúng tôi và những tiêu đề chúng tôi mà không có sự cho phép. Chúng tôi đang nói chuyện với Google về tình trạng mà họ sử dụng những cái tiêu đề của chúng tôi. Và trong khi đó thì họ cho biết là bà này đã sử dụng tất cả những cái tiêu đề của những đài CNN, USA Today hay NPR
để mà viết lại những cái tiêu đề đó. Thì Google cho biết là trong cái hệ thống search của họ là được gán nhãn rất rõ ràng là sponsor, có nghĩa là họ được sponsor bởi một số những cái quảng cáo, và đây được xem là một trong những cái kỹ thuật mà phía của bà Kamala Harris đã đưa ra để mà gây hỗn loạn cho khi mà quý vị kiếm trên Google Search. Tức là sao quý vị? Ví dụ đài CNN đặt một cái headline nào đó, họ copy cái headline đó, họ sửa lại, xong rồi cái họ bỏ trên cái quảng cáo gọi là sponsor, thì quý vị là lúc đó khi mà quý vị mở lên đó ở Google Search mà quý vị kiếm cái gì đó mà liên quan tới bả thì nó sẽ nhảy lên hàng đầu, và người ta tưởng rằng đây là tin của CNN, tin của USA Today hay là tin của tờ Guardian. Nhưng mà thật sự quý vị, đây là những cái headline của những cái đài truyền thông này nó đặt tựa. Rồi chiến dịch tranh cử của Kamala Harris sử dụng cái quảng cáo của họ, tức là cái quảng cáo của họ trên Google, nó pop up lên, nó gọi là chữ sponsor đó, được bảo trợ đó quý vị. Thì nó sửa lại thành là những cái bản tin này là cho thấy là những cơ quan truyền thông đang đứng ra ủng hộ cho Kamala Harris. Đây là cái cách mà gọi là chiến dịch tranh cử của bà Harris đang làm để gây hoang mang cho công chúng về việc mà các công ty truyền thông đã bảo trợ và đã hỗ trợ cho bà ta bằng những cái tin headline, tức là những tin hàng đầu. Bên cạnh đó quý vị, một cái bữa nhất đó là sử dụng luôn cả tôn giáo. Quý vị, con trai của ông Bill Graham, một nhà truyền giáo nổi tiếng Tin lành của Hoa Kỳ, đã lên tiếng và chỉ trích cái nhóm tự nhận là Evangelical, tức là nhóm tin lành dành cho Harris trên cái quảng cáo, và ông đã lên tiếng, ông phản ứng rất mạnh trong vấn đề này. Quý vị, con trai của nhà truyền giáo Billy Graham đã lên tiếng chỉ trích cái nhóm gọi là Evangelical for Harris. Đây là một trong những cái mà mới nhất. Con trai của nhà truyền giáo nổi tiếng là ông Billy Graham đã lên tiếng chỉ trích sau khi một nhóm tự nhận mình là tin lành dành cho Harris và sử dụng những cái clip của thân phụ ông trong chiến dịch tranh cử nhắm vào những người theo đạo tin lành ở những tiểu bang chiến lược. Và theo tường trình website thì nhóm này tự nhận là một nhóm có niềm tin theo đạo tin lành và thực hiện theo nguyện vọng của Thượng Đế. Và trong cái sau đó thì Bill Graham được xem là cho thấy là trong đó có cái câu hỏi của nhà truyền giáo Billy Graham hỏi về sự tha thứ của Thượng Đế, và họ đã cắt một đoạn video trong lúc mà một thành viên của Đảng Cộng Hòa là Frank Luntz đã hỏi ông Donald Trump trong cái hội nghị thượng đỉnh năm 2015. Thì ông Luntz đã hỏi ông Trump là ông có nghĩ sự đến sự tha thứ của Thượng Đế, có từng nghĩ tới hay không, thì ông Trump nói rằng là ông chưa từng xin và ông không biết chắc chắn rằng ông có nghĩ tới điều này hay không. Và trong cái post vào ngày thứ tư thì Franklin Graham, tức là con trai của Billy Graham, đã lên tiếng chỉ trích đoạn video này, nói rằng những nhóm cấp tiến đã dùng tất cả mọi thứ để cổ võ cho ứng cử viên Harris. Họ đã sử dụng cái quảng cáo chính trị và sử dụng tên của thân phụ tôi là Billy Graham, hình ảnh của ông ta. Họ tìm cách gọi là hướng dẫn sai lạc cho người dân. Và ông viết thêm rằng có thể họ không biết rằng thân phụ của tôi là một người bảo vệ cho tất cả những giá trị bảo thủ và chính sách của cựu Tổng thống Trump từ năm 2016. Và nếu ngày hôm nay thân phụ tôi còn sống thì thân phụ của tôi và quan điểm của ông sẽ không thay đổi. Và Evangelical for Harris là một cái nhóm trước đây đã từng nhận là ủng hộ cho Joe Biden. Trong ngày thứ tư đã kêu gọi những người đạo tin lành ở những cái tiểu bang swing state là bỏ phiếu cho bà Harris. Đây được xem là một trong những cái trò bữa mới nhất. Tức là quý vị, họ sử dụng tất cả những cái gì mà gọi là thuộc về ông Trump, họ biến thành của họ. Tức là quý vị thấy là cái tax on tip của ông Trump, thì quý vị thấy tờ Newsweek không? Nó lên tiếng, nó nói ô, Đảng Cộng Hòa ủng hộ cho cái chương trình không đánh thuế lên tiền tip của Kamala Harris, mặc dù cái này là của ông Trump. Thì quý vị thấy là nó chơi kiểu này, nó làm cho mọi người nghĩ rằng cái này là của bà ta, mặc dù ông Trump đã đưa cái chuyện này ra từ hồi tháng 6 rồi, ai cũng biết là của ông Trump hết. Nhưng bây giờ cái tờ Newsweek nó đặt tựa kiểu đó là quý vị biết là nó bựa cỡ nào rồi. Bên cạnh đó, Republican for Harris, thì quý vị, là Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu cho Harris, nó dùng cái tựa này nó đặt ra làm cho tất cả mọi người hoang mang. Ủa, tại sao Đảng Cộng Hòa lại bỏ phiếu cho Harris? Rồi quý vị, cái thứ ba là cái nhóm tin lành mà thân phụ của ông Franklin Graham, là ông Billy Graham, là nhà truyền giáo nổi tiếng, người đã ủng hộ cho ông Trump từ năm 2016. Và ông Billy Graham, nhà truyền giáo này đã qua đời rồi. Bây giờ nó dùng hình ảnh của nhà truyền giáo này để nó đưa vào trong cái quảng cáo và cho thấy rằng là nhà truyền giáo này ủng hộ cho Kamala Harris. Chính vì vậy mà con trai của nhà truyền giáo này mới lên tiếng và nói rằng đây là cái hành động mislead, tức là hướng dẫn sai lạc.
Tại vì thân phụ của tôi đã ủng hộ những chính sách của ông Trump từ năm 2015-16. Và cho tới giờ phút này, nếu thân phụ tôi còn sống, thì thân phụ tôi vẫn ủng hộ và không thay đổi điều gì cả. Ông bảo vệ cho những giá trị bảo thủ. Thì quý vị, nhưng cái quảng cáo này được tung ra trong tất cả những tiểu bang chiến lược, cho thấy rằng là cái giáo phái Tin Lành này sẽ ủng hộ cho Kamala Harris. Đây là một cái trò rất bựa để mà phá đi cái khối phiếu gọi là xưa nay của ông Trump. Và phá đi tất cả những cái niềm tin của cử tri ông Trump đối với ông Trump. Tức là nó, ủa tại sao giờ có nhiều người, nhiều bên đảng Hòa chạy qua Kamala Harris như vậy? Thật sự nó không phải như vậy. Quý vị, đây là cái trò gọi là gây hoang mang cho khối cử tri. Và đây là cái chiến thuật của Kamala Harris. Thay vì nói về chính sách, thay vì nói gì về những cái gì mà xảy ra tại đất nước Hoa Kỳ, thì đó quý vị thấy vừa rồi ông Trump xuất hiện ở North Carolina. Và ngay cả khi mà ông phỏng vấn với Elon Musk, thì quý vị, tất cả ông Trump tập trung vào vấn đề chính sách của ông. Những chính sách ông đã thực hiện 4 năm trước, tức là 4 năm ông làm tổng thống, và những chính sách ông sẽ thực hiện kế tiếp nếu ông tái đắc cử. Ông sẽ làm gì để mà thúc đẩy cái kinh tế Hoa Kỳ, giải quyết những xung đột trên thế giới, cũng như là giải quyết tình trạng di dân bất hợp pháp, vân vân và vân vân. Quý vị, ông Trump tập trung tất cả mọi thứ vào cái chính sách của ông và các cái quảng cáo của ông. Đương nhiên, trong cái tranh cử, đấm đá qua lại là chuyện bình thường. Ông chỉ trích Kamala Harris chỉ trích ông, đó là chuyện bình thường. Thì quý vị, chỉ trích lẫn nhau, đó là cái chuyện bình thường trong tranh cử thôi. Thì quý vị, đương nhiên ông Trump có những lời chỉ trích về cái chính sách thất bại của Kamala Harris và Joe Biden. Thì Kamala Harris cũng chỉ trích lại ông Trump, đó là cái chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên, quý vị, chơi cái trò mà đánh lận con đen, tức là làm dùng cái thủ đoạn gây hoang mang và đánh lận con đen từ cái việc mà sử dụng cái title, cái headline của các công ty truyền thông để biến thành là các công ty truyền thông đang ủng hộ cho bà ta ở trên cái Google Search, cho tới việc mà mượn danh nghĩa của một cái tổ chức tin lành từng ủng hộ cho ông Trump và đang ủng hộ cho ông Trump, bây giờ biến thành ủng hộ cho Kamala Harris. Thì quý vị, chơi những cái trò này là những cái trò tôi gọi là trong chính trị, chúng tôi gọi nó là cái trò chính trị dơ bẩn. Tức là lấy của đối phương làm của mình, rồi phù phép qua truyền thông biến thành là của mình và làm cho tất cả người bên ngoài sẽ bị hoang mang. Thì quý vị, trong khi đó, ngược lại, chiến dịch tranh cử của ông Trump tung tất cả những quảng cáo tối đa là cái gì? Ngoại trừ cái việc mà chỉ trích chính sách sai lầm và thất bại của Kamala Harris và Joe Biden, thì chiến dịch tranh cử của ông Trump tung các quảng cáo đều cho thấy rằng là ông sẽ làm cái gì trong 4 năm tới, từ việc mà kinh tế, di dân bất hợp pháp, tội ác trong cộng đồng, cho tới vấn đề đối ngoại. Tất cả đều được ông Trump đưa ra nhiều hình thức khác nhau. Tức là quý vị, bên phía đảng Cộng Hòa và ông Trump có một cái thống nhất là tập trung vào chính sách của mình nhiều hơn là đi moi móc và đánh phá đối thủ. Mặc dù rằng có những lời chỉ trích, nhưng mà cái lời chỉ trích đó dựa trên chính sách, chứ không dựa trên cá nhân và đánh phá cá nhân cũng như gây hoang mang. Trong khi đó thì quý vị, đám cực tả trong đảng Dân Chủ thì nó bất chấp mọi thứ. Nó làm đủ trò để gây hoang mang cho khối cử tri trước khi có cuộc bỏ phiếu. Đây là cách mà tôi nói là rất bựa của bên phía của Kamala Harris. Và quý vị, cái trò này đã từng được Hillary Clinton dùng năm 2016. Thậm chí là bà còn sử dụng một tay tình báo ở tại Anh để chụp mũ cho cái chiến dịch tranh cử của ông Trump là có liên hệ tới Nga. Mặc dù kẻ có liên hệ tới Nga chính là Hillary Clinton. Quý vị còn nhớ cái vụ mà nó gọi là Crossfire Hurricane không? Họ đã chụp mũ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump là có liên hệ tới việc Nga xen vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ, dẫn tới việc mà phải Thượng viện phải bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt là Robert Mueller trên 30 triệu Mỹ Kim bỏ ra để điều tra. Cuối cùng Robert Mueller kết luận chiến dịch tranh cử của ông Trump không có liên can gì tới cái việc Nga xen vào bầu cử. Và dẫn tới cái lần thứ hai là ông John Graham là người được bổ nhiệm làm công tố viên điều tra FBI về việc họ sử dụng những thông tin sai lạc và chụp mũ ông Trump. Kết quả thì John Durham đã lên tiếng và nói rằng FBI đã dựa trên những thông tin đối thủ chính trị của ông Trump là Hillary Clinton
để mở cuộc điều tra và có 17 cái sai lạc trong lúc mà họ thực 17 cái sai lạc quy tắc trong lúc mà họ điều tra. Thì quý vị, những câu chuyện này kể ra cho quý vị thấy là Đảng Dân Chủ, cái phương cách tranh cử của họ nó không giống như bên Đảng Cộng Hòa. Họ sẵn sàng bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả những điều vô đạo đức nhất, kể cả những điều được xem là bựa nhất, họ đều sử dụng để giành chiến thắng. Bởi vì quy tắc của Đảng Dân Chủ là không cần biết dùng thủ đoạn nào, miễn đạt được chiến thắng là tốt. Đây là cái quy tắc của những kẻ cấp tiến vào bên Đảng Dân Chủ. Trong khi đó quý vị, bên Đảng Cộng Hòa họ tranh cử, họ vẫn có một cái red line, không băng ngang qua được. Có những cái lằn ranh đỏ họ không vượt qua được. Thì quý vị thấy rõ ràng là hai cái cách tranh cử khác nhau. Và quý vị, nếu mà chúng ta điểm lại từ đầu tới cuối, thì quý vị thấy được cái quy tắc của Đảng Dân Chủ là bất chấp tất cả mọi thứ, miễn chiến thắng là cái điểm sau cùng. Quý vị, ngay từ đầu họ lập ra cái ủy ban ngày 6 tháng 1 để tìm cách chặn đường ông Trump. Rồi sử dụng cái kết luận của ủy ban ngày 6 tháng 1 để làm cái nền tảng pháp lý để khởi kiện ông Trump và truy tố ông Trump. Bên cạnh đó sử dụng những tay cực đoan, cực tả của Đảng Dân Chủ ở một số địa phương để mà truy tố ông Trump. Trong đó có James LaTisha là Bộ trưởng Tư pháp của New York, có Alvin Bragg là công tố viên của quận Manhattan, Fannie Willis là công tố viên của quận Fulton ở tại Georgia. Họ sử dụng tất cả những cái này để họ tấn công ông Trump bằng pháp lý, để chặn đường ông Trump. Tức là họ muốn dùng cái tu chính án số 14 để loại trừ ông Trump ra khỏi cái cuộc tranh cử bằng pháp lý. Nhưng họ bất không thành công. Rồi các vị, họ sử dụng tới cái gì? Tháo tên ông Trump ra khỏi lá phiếu bầu. Trong khi đó, mà họ tháo một cách rất là bựa. Cái ủy ban ngày 6 tháng 1 nó đưa ra kết luận. Nó đưa qua cho Bộ Tư pháp để điều tra. Nhưng mà quý vị, ông Trump không hề vi phạm cái gì cả. Ngay cả hai lần đàn hạch của ông Trump, cái lần đàn hạch thứ hai cũng không thành công. Tức là cái lần đàn hạch thứ hai là liên quan tới ngày 6 tháng 1 đó quý vị. Là coi như ông Trump hoàn toàn trắng án trên sàn thượng viện. Nhưng mà Colorado, tiểu bang Maine và Illinois vẫn mượn cái danh nghĩa của cái biến cố ngày 6 tháng 1 để lấy tên ông Trump ra khỏi phiếu bầu. Trong khi ông Trump chưa bị một cái gì cả. Cho tới khi có cái phán quyết của tối cao pháp viện thì đám này mới ngưng lại. Có nghĩa là họ bất chấp tất cả mọi thủ đoạn. Rồi quý vị, họ tìm đủ mọi cách để gán tội ông Trump. Và kết quả cái phiên tòa bịt miệng, quý vị, 34 tội đã bị kết án. Đã bị kết tội rồi, bây giờ chờ kết án thôi. Thì quý vị, họ đang chờ tới tháng 18 tháng 9, họ sẽ chơi tiếp. Nhưng bây giờ thì quý vị, rồi tới cái gì nữa quý vị? Việc ám sát ông Trump luôn. Tức là họ đi tới cái mức gọi là khủng khiếp luôn. Không còn từ bất kỳ một thủ đoạn nào, ngay cả lấy mạng của ông Trump. Ngay cả lấy mạng của ông Trump, họ cũng làm luôn. Và có cái điều may mắn, ông Trump ông nói, Chúa phù hộ cho ông. Tại vì lúc đó nếu mà ông không quay cái đầu qua để ngó con số về số lượng di dân bất hợp pháp nhập cảnh vào Hoa Kỳ ở trên cái teleprompter, thì viên đạn bắn trúng từ phía sau rồi, từ óc ổng phía sau ra con mắt rồi. Nhờ ổng quay đầu qua như vậy mà viên đạn mới sợt trên cái vành tai ổng trên đây thôi. Thì quý vị, đó là điều may mắn. Đó là điều may mắn của ông Trump. Nhưng mà quý vị thấy rằng nó không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để mà triệt hạ ông Trump hết. Từ pháp lý cho tới vấn đề bầu cử, cho tới cái vấn đề gọi là sử dụng luôn cả cái bạo động chính trị. Thì quý vị, bây giờ tới việc bắt đầu gây nhiễu loạn trên cái thị trường quảng cáo chính trị. Nó tung đủ mọi tin tức ra. Nào Đảng Cộng Hòa ủng hộ cho Kamala Harris, nào là tổ chức tin lành ủng hộ cho Kamala Harris, rồi nào là sáng kiến No Tax on Tip là của Kamala Harris đã được Đảng Cộng Hòa ủng hộ. Quý vị, nó tung ra tất cả những cái này. Kết quả thì quý vị, đây là cái trò mà tôi nói Đảng Dân Chủ họ không từ bỏ bất kỳ một cái thủ đoạn nào. Giống như những lần trước mà tôi có phân tích với quý vị, là khi mà họ bị bế tắc thì họ kích động bạo loạn xã hội. Và những lần họ kích động bạo loạn xã hội, họ đều chiến thắng. Năm 1992, thì quý vị thấy là cái vụ Rodney King, họ chiến thắng. Rồi quý vị,
năm 2012, cái vụ mà cậu thiếu niên tên là George Brown ở tại Madison bị cảnh sát bắn chết, cậu thiếu niên da đen, dẫn tới việc mà thành lập Black Lives Matter, thì cái vị Obama thắng cử lần thứ hai. Rồi tới năm 2020 lại liên can tới vụ George Floyd, lại bạo động nữa, họ lại thắng cử nữa. Tức là họ bất chấp tất cả mọi thủ đoạn. Cái quy tắc của đảng Dân Chủ là chỉ cần chiến thắng thôi, không cần biết cái sự chiến thắng đó như thế nào. Thì quý vị, đây là cái cách mà họ đang làm, và bây giờ họ áp dụng toàn bộ mọi cách trong này. Thậm chí cái điều mà người ta sợ hãi nhất là bạo động chính trị, họ sử dụng luôn. Và ông Trump may mắn, nếu ông không quay cái đầu qua thì bây giờ ổng không còn gặp chúng ta được nữa. Mà chưa hết đâu quý vị, từ đây cho tới tháng 11 vẫn còn nhiều biến động xảy ra lắm, vẫn còn nhiều cái bất ngờ xảy ra lắm. Thì quý vị thấy rõ ràng là phía Iran đã bắt đầu có những cái hành động xâm nhập vào trong cái chiến dịch tranh cử của ông Trump và kể cả Kamala Harris. Đây là báo cáo của Google mới đưa ra ngày hôm nay. Nội những cái điều này, chúng ta thấy rõ ràng đảng Dân Chủ maximize tất cả những cái gì mà họ có trong tay để tìm cách loại trừ ông Trump. Để tìm cách loại trừ ông Trump. May mắn cho ông Trump lần này là ổng được sự bảo bọc của rất nhiều, không những là cử tri, không những là đồng minh ở trong Hạ viện, Thượng viện, không những là những người được xem là có được cái thế lực về tài chính. Nếu không có những cái sự bảo bọc của những đồng minh này và những người mà gọi là đặt niềm tin vào ổng, thì quý vị, ông Trump không biết giờ này đi về đâu. Nói thẳng luôn, nếu không có ông James Comer ở trên quỹ ban Hạ viện, nếu không có ông Jim Jordan ở quỹ ban giám sát, và nếu không có Mike Johnson, chủ tịch của Hạ viện, chặn đứng tất cả những cái đòn thù của đảng Dân Chủ, thì quý vị, ngày hôm nay tôi không biết ông Trump sẽ đi về đâu, gia đình ông sẽ đi về đâu. Nó quánh ông tơi tả như vậy luôn. May là có những cái người họ tin tưởng ông Trump và họ ủng hộ cho ông Trump, họ đứng ra và họ chặn đứng tất cả những chuyện này. Họ chặn đứng tất cả những chuyện này thì quý vị thấy rõ ràng là đảng Dân Chủ và các thành phần cực tả nó thù hận ông Trump tới mức độ nào. Bây giờ nó đang chờ tới cái ngày 18 tháng 9. Tại vì ngày 18 tháng 9 là cái ngày kết án ông Trump trong 34 tội danh của cái vụ mà tiền bịt miệng. Và bây giờ quý vị chỉ cần nó kết án tù thôi, chưa chắc ông Trump đã đi tranh cử được. Và thứ hai, nó sử dụng cái bản án chung kết này để nó làm cái tiêu đề và nó sẽ tìm cách xóa tên ông Trump lần nữa ở trên một số tiểu bang. Khi một người bị kết tội là sẽ không có tên trên phiếu bầu. Mặc dù tối cao pháp viện đã đưa ra phán quyết không ai gọi là tước cái quyền này hết, nhưng quyền tổ chức bầu cử và quy định bầu cử nó nằm ở tay của tiểu bang, nó không nằm ở tay của liên bang. Thì quý vị, những trò này nó sẽ tiếp tục gây ra trong từ đây cho tới cái lúc mà bầu cử. Tức là nó liên tục có những, quý vị thấy là liên tục có những cái đòn nó đưa ra là nó gây hoang mang cho công chúng, nó tìm đủ một cách chặn ổng bằng pháp lý. Và đồng thời quý vị, nó sử dụng tất cả những cái người ủng hộ ông Trump, bây giờ nó lật ngược lại, nó nói là ủng hộ cho phía của Kamala Harris. Tất cả những cái này nó đã xảy ra. Và quý vị, từ đây cho tới tháng 11 còn nhiều điều chưa bao giờ xảy ra sẽ xảy ra. Và phía mật vụ cũng đã cảnh báo sẽ còn thêm một hai vụ ám sát nữa. Họ cảnh báo rồi, sẽ còn thêm một hai vụ được mô tả là sẽ có những ám sát chính trị xảy ra nữa. Họ không mention tới ông Trump, nhưng mà ai cũng biết được quý vị, không ai bảo đảm được chuyện gì xảy ra hết. Đây là một trong những cái mà tôi nói cho quý vị, mùa bầu cử chúng ta chứng kiến được sự đấm đá của đôi bên, nhưng mà sự đấm đá đó có lằn ranh đỏ hay không, hay là đi tới bất chấp tất cả mọi thứ, thì chúng ta chứng kiến được và chúng ta đối chiếu so sánh. Bên đảng Cộng Hòa cho tới giờ phút này, ngoại trừ những cái chỉ trích thất bại về chính sách của Kamala Harris và của Joe Biden, họ nhấn mạnh tới cái chính sách của ông Trump trong những năm tới. Họ tập trung tất cả vào điều này và họ tránh bớt những cái đấm đá cá nhân. Họ tránh bớt những cái đấm đá cá nhân. Quý vị thấy trong mấy ngày nay là từ Nikki Haley cho tới ông Peter Navarro đồng loạt lên tiếng và kêu gọi chiến dịch tranh cử của ông Trump.
là đừng có đụng tới cá nhân nữa, nhắm vào chính sách của ông để thuyết phục công chúng. Thì quý vị thấy rõ ràng bên đảng Cộng Hòa họ có lằn ranh đỏ, còn chiến dịch của Kamala Harris thì quý vị thấy ngược lại, toàn bộ là công kích vào cá nhân của ông Trump, thậm chí gọi ông là felony, kẻ phạm tội, thậm chí là ăn cắp ý tưởng của ông, rồi tiếp tục chụp mũ nói rằng là ông Trump là người đe dọa cho nền dân chủ, là một kẻ độc tài. Rồi thậm chí là Joe Biden còn nhắc lại cái chữ mà ông Trump đã sử dụng là chữ bloodbath, tức là tắm máu, khi mà ông Trump nói về kỹ nghệ xe hơi. Thì bây giờ nó biến cái chữ bloodbath này trở thành là cuộc đẫm máu chính trị tại Hoa Kỳ. Tức là quý vị, nó làm đủ mọi cách, nó bất chấp tất cả những cái quy tắc của chính trị, nó bất chấp tất cả những cái đạo đức trong chính trị để giành chiến thắng. Đây là cái cách mà đảng Dân Chủ đã và đang làm. Nhưng mà tôi nói quý vị, ở giai đoạn này nó khác. Thứ nhất, ông Trump đã có 8 năm kinh nghiệm. Thứ hai, sự hậu thuẫn của ông càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Gần như tất cả người của đảng Cộng Hòa đều đứng sau lưng của ông. Và thứ ba, quan trọng nhất là cử tri. Cử tri không còn bị bịt mắt, không còn bị định hướng nữa, mà họ được nhìn cái thông tin đa chiều và họ biết đối chiếu, so sánh và phân tích. Những trò này chỉ khiến cho đảng Dân Chủ tiến dần tới sự phá sản thêm thôi. Tức là họ sẽ đi tới cái mức cực đoan nhất và cuối cùng sụp đổ hết. Sụp đổ hết. Tại vì chính họ đánh mất cử tri của họ. Đó quý vị thấy, Florida bây giờ có trên 1 triệu cử tri hơn đảng Cộng Dân Chủ rồi. Tức là đảng Cộng Hòa, những người ghi danh đại bên đảng Cộng Hòa đó, trên đảng Dân Chủ 1 triệu lá phiếu tại Florida. Rồi California đã có thêm một thượng nghị sĩ bỏ đảng Dân Chủ qua đảng Cộng Hòa. Là họ chịu không nổi nữa. Mà cái đà này nếu đi tiếp thì quý vị chắc chắn rằng sau cuộc bầu cử năm nay, đảng Dân Chủ sẽ đứng trước cái cửa phá sản hoàn toàn. Khi mà họ đã bất chấp tất cả mọi thứ chỉ để giành chiến thắng. Những người mà được xem là thủ cụ trong đảng Dân Chủ bây giờ, một là về hưu, hai là rời khỏi đảng Dân Chủ đi qua một cái độc lập hay là một đảng khác. Họ không muốn ở trong đảng Dân Chủ nữa. Tại vì họ thấy đảng Dân Chủ đã bị transform từ một cái đảng Dân Chủ có cái mức trung dung, bây giờ trở thành tới mức cực tả. Thì quý vị, đây chính là cái mà tôi thấy càng chơi bựa thì chính Kamala Harris càng đốt hết cử tri của mình. Càng đốt hết cử tri của mình. Bởi vì người dân Mỹ họ có một cái độc đáo lắm. Cái độc đáo đó là gì quý vị? Cái độc đáo của họ là họ nhìn được vấn đề và họ biết rõ cái trò nào bựa hay không bựa. Và thứ hai, họ không đồng ý cái trò đánh dưới lưng quần. Tức là những cái trò đánh dơ bẩn về cá nhân. Họ muốn nhìn rõ cái chính sách nhiều hơn và cái cách điều hành quốc gia nhiều hơn. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.